chuyện thành công môi giới bất động sản với niềm tin cao, quyết tâm, kiên trì và thông minh, giao tiếp giỏi, Thảo đã bắt đầu sự nghiệp môi giới bất động sản từ khi cô mới tốt nghiệp đại học. Với niềm đam mê với lĩnh vực này, Thảo đã quyết tâm học hỏi, trau dồi kiến thức và kỹ năng để trở thành một môi giới thành công. Tuy mới vào nghề nhưng Thảo đã nhanh chóng thu hút khách hàng thông qua sự tự tin, quyết đoán và giao tiếp tốt. Cô luôn lắng nghe và hiểu rõ nhu cầu của khách hàng để đưa ra những giải pháp tốt nhất cho họ. Nhờ sự kiên trì và chăm chỉ, Thảo đã dần dần xây dựng được danh tiếng trong ngành và thu hút được nhiều khách hàng tiềm năng. Cô luôn đặt mục tiêu cao và không ngừng phấn đấu để hoàn thiện mình. Với sự thông minh và tinh thần sáng tạo, Thảo đã tận dụng mọi cơ hội để tiếp cận với các dự án bất động sản tiềm năng và tìm ra những cơ hội đầu tư lợi nhuận. Cuối cùng, nhờ vào niềm tin cao, quyết tâm và kiên trì, Thảo đã trở thành một môi giới bất động sản hàng đầu trong ngành và đạt được nhiều thành công lớn trong sự nghiệp của mình. Cô là một hình mẫu mạnh mẽ cho những người trẻ muốn thành công trong lĩnh vực này. Một trong những yếu tố then chốt góp phần tạo nên thành công của Thảo chính là kỹ năng giao tiếp tuyệt vời của cô. Cô ấy có tài xây dựng các mối quan hệ và kết nối với mọi người một cách tự nhiên. Cô hiểu rằng trong kinh doanh bất động sản, việc tạo dựng niềm tin và mối quan hệ với khách hàng là điều cần thiết. Phong thái thân thiện và khả năng lắng nghe và hiểu nhu cầu của khách hàng khiến Thảo nổi bật so với những người còn lại. Cô đã chứng minh rằng mọi thứ đều có thể làm được với ước mơ lớn một nhà môi giới bất động sản thành công. Nếu làm việc chăm chỉ, quyết tâm và một chút tự tin. Câu chuyện của Thảo là minh chứng cho sức mạnh của việc không bao giờ bỏ cuộc và luôn tin tưởng vào chính mình. Cảm ơn thính giả, độc giả đang nghe chia sẻ cảm xúc. Chúc bạn khỏe mạnh và thành công. Hẹn gặp lại tập kế tiếp.